tôi lắng tiêu điều đường khuya vắng điều hiu đêm sâu đi trong tôi nhớ bao thương nhớ chỉ là mộng mơ đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá mưa đêm sâu riêng ai buồn ơi đêm bao hỗ trợ của Vũ đoàn Phương Việt. Và đây là thí sinh Thanh Mộng cùng ca sĩ Cao Công Nghĩa. Cao Công Nghĩa là quán quân mùa đầu tiên của chương trình Cặp Đôi Vàng. Thế thì lần này em song ca cùng với Thanh Mộng, cảm xúc của em như thế nào khi mà bạn thể hiện trong hình ảnh của nữ ca sĩ Minh Tuyết? Ngày hôm nay thì em rất là vinh dự được mời để hỗ trợ cho Thanh Mộng. Chúng ta gặp nhau cũng mới nhưng mà bạn Mộng rất là chăm chỉ, biết lắng nghe cái sự giúp đỡ của các anh chị về vũ đạo hay là về cách hát. Em cảm thấy mình may mắn vì được hỗ trợ cho bạn Mộng. Xin cảm ơn Cao Công Nghĩa rất nhiều. Cảm ơn em. Không mà Nghĩa đẹp, cái tạo hình của Nghĩa đẹp. Đẹp gái. Giống Nhật, dễ sợ luôn á. Xin cảm ơn quý vị ạ. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh có nhận xét gì về tiết mục ạ? Ý tưởng từ những cô geisha Nhật Bản trong những cái bộ yukata thì rất là hấp dẫn và rất là lôi cuốn. Hai giọng ca của hai cô nàng này rất là ngọt ngào và dễ thương, những phần dàn dựng khác nữa. Thực sự là anh thích về cái phần của Nghĩa nhiều hơn. Vì sao? Hôm nay thì Nghĩa mặc một bộ dài, còn anh hiểu lý do vì sao cái bộ của Mộng á là bị ngắn lên luôn. Dạ, dài dởm giặt lần nó rút lên á anh. Dạ. Cứ mỗi lần Thanh Mộng ra là anh có tính giải trí cao khoảng mấy. Em giống như là gala cười của chương trình á, anh nói thiệt.
Bà ra nó có một cái gì đó, nó vừa nghiêm túc mà nó vừa xàm, thấy không bác Càng? Vậy là Mộng ơi, em mang cái tính giải trí rất cao luôn á. Rất cao, bà thanh thoát, bà nhẹ nhàng, bà làm đi xa, bà dân trà mà cái đùi bà ngắn ngủ nè. Cái đầm ngắn, bà nhìn nó kỳ cục y như mẹ đi chợ mới về thôi. Đúng rồi không anh? Ừ. Không biết sao cái phần trình diễn em, anh thề, cứ em ra là anh cười, anh không chẳng biết sao. Nói là nó đùa vậy thôi, nhưng mà thật sự là em là cái người á rất là nghiêm túc. Em là cái người mà tiến bộ người ta thấy rõ luôn á. Hôm nay em hát rất giống chị Minh Tuyết luôn. Có cái độ vang nhiều hơn, bắt đầu có độ rung rất là nhiều. Mặc dù giọng em cũng không phải là như thế. Em phải tập từng cái gì, cái gì, cái gì để ra cái ngày hôm nay. Mà hôm nay em bỏ những cái vuốt rồi khủng xuống của chị Minh Tuyết đó em. Vuốt được cái ngò hát mà trời ơi, người ta nhảy cái bài này mà bắt tay thôi. Ý là nói là em đã bỏ được những động tác đó để vào một cái bài hóa thân mà vẫn ra Minh Tuyết, cái đó nó mới khó. Hôm nay anh thấy thật sự là giống, chỉ là không tinh tế bằng chị Tuyết thôi. Em hát cho mình câu cuối làm. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau. Rồi, em thấy em hát không? Nhau. Em phải hát là chốn nào ta dịu nhau. Nhau. Nhau là vần U, là cái miệng banh ra rồi mới gom lại. Tinh miệng, tế hay không? Miệng mở ra rồi gom lại. Thế sự này mày đều quá hả? Ok, thì ý là mình nói vậy cho em nó hình dung ta cái hiện tượng tràn ra rồi túm lợ. Người ta mới hiểu là phải tràn ra rồi mới túm nó lợ. Em hiểu giùm chị đi. Thiệt chứ bộ, tại vì chị Minh Tuyết hát phát âm rất là chuẩn. Tại vì chị Minh Tuyết cũng là người chỉnh chu thế nào trong phát âm thì chị mới có vị trí như ngày hôm nay. Thì anh nghĩ là em nên tập cái sự tinh tế cho mình. Chị Ly cảm thấy như thế nào ạ? Mộng thì có tiến bộ. Ra em hát thì tốt. Và hôm nay có biểu cảm đồ. Tất cả lúc mà ngồi góp rượu thì cái ánh mắt có biểu cảm đàng hoàng. Hôm nay có hết. Chị Minh Tuyết, xin mời chị. Cái sự quan sát Trấn Thành quá tinh tế. Những gì Trấn Thành nhận xét về chị anh thì... cảm thấy tổn thương quá. Tan nát cõi lòng. Trời ơi, đàn ông ganh tị đi sợ. Chứ bây giờ biết làm sao. Người ta nói, người ta thần tượng mình. Mà mình bận áo dài hát người ta không biết. Thì bây giờ làm sao? Cái miệng chót lưỡi đầu môi. Lời nói đầu môi. Bởi vì khổ lắm. Chót lưỡi đầu môi. Dạ, tụi em còn trên này à. Dạ, mọi người ơi. Nói tóm lại ngày hôm nay, cái giọng hát của em là chị phải nói là cái độ sáng, độ vang và cái ngân đuôi của em giống chị nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Cái luyến lấy của em bắt chước chị cũng giống, chỉ là cái phần phát âm của em á nó hơi bị bẹt một chút xíu. Đúng rồi. Em phải gom lại chút xíu. Và cũng giống như chị Ly nói, khi mà em ngồi đứng đây với cái anh khách thì em nhìn ảnh với một cái ánh mắt nó rất là có hồn. Thì cái sự tiến bộ em nó đã bước lên thêm một bước nữa. Yêu ơi, người ơi, mùa đông ơi, xin hãy làm thế giới. Chẳng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm thế giới. Để em biết ai cần em. Mùa đông ơi xin hãy đừng cho đây. Để những giây lâu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em như ơi. Chúc mừng Đan Trang cùng Minh Sang. Và chúng ta trò chuyện một chút xíu nha. Minh Sang cảm giác như thế nào? Sang có một cái duyên rất là tình cờ. Bởi vì Sang với Trang đã từng quen biết trước rồi. Và khi mà được chương trình ca sĩ thần tượng mời hỗ trợ, cảm thấy rất là vui. Nhưng mà cái điều mà đặc biệt mà Sang bất ngờ nhất đó là khi mà tập cùng với Trang đó, thì Sang không nghĩ là Trang lại hát giống chị Hồ Ngọc Hà đến như thế. Trang hát một dòng nhạc hoàn toàn khác và cái giọng của Trang cũng rất là khác. Nhưng mà khi mà hát ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu này và tập cùng với Trang thì sao mới thấy là rất là bất ngờ. Ồ, sao mà giống chị Hà đến vậy? Những lời nhận xét của anh nhiều khi chắc sẽ làm bạn Sang hơi buồn. Sang ra rất đẹp trai, hát rất hay. Nhưng phải xin lỗi Sang một tí là tại vì hôm nay bạn Đan Trang quá xuất sắc. Mọi tập trung của tôi chỉ là về Đan Trang mà thôi. Khi mà ca sĩ được mời song ca cùng thí sinh thì cái điều quan trọng nhất đó là làm cho thí sinh tuyệt vời. Thì đây cũng như là một lời chúc mừng dành cho Minh Sang rồi đúng không ạ? Mới đầu nghe thì không biết, rất là hồi hộp lo lắng, không biết là anh Thành nói cái gì mà làm cho Sang buồn. Nhưng mà
Với một vai trò của mình là hỗ trợ cho thí sinh thì tất nhiên lời nhận xét của Ân Thành vừa rồi như một lời khen dành cho Đan Trang, và đó là cũng là niềm vui của Sang. Cảm ơn Sang nhiều nha. Hôm nay Sang đã rất là tiết chế trong vai trò khách mời để nâng bạn diễn mình lên, bước ra như nam thần, thấy không? Cao ráo đẹp trai, mặc một cái áo ba đà si ngon lành, thấy không? Rồi cô Đan Trang cũng đi ra. Mà Trang ơi, anh nói thiệt em nha, anh là người đi diễn với Hào quá nhiều rồi, anh xem Hà diễn rất nhiều và em có tin không, em làm mọi động tác, anh nói thiệt là giống Hà dã man, dã man. Quay người qua rồi hất tay này mà ngó khán giả, cách ngắt chữ của em á, giấc mơ là nơi bắt đầu, trời ơi, nó giống trời ơi, mà nó thiệt, từng cái thở, cái thái độ, cái tay, cái chân, cái cách ngắt chữ, khi em lên cao thì đầy nội lực. Ô, anh nói thiệt, em là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị vô địch của cuộc thi này. Cho đến giờ phút này anh vẫn giữ quan điểm đó. Cảm ơn Minh Sang. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Thế còn giám khảo Hoàng Nhật Nam? Đan Trang từ đầu đến giờ dường như là có một cái sự lột xác á, và càng ngày càng thấy em xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn và thu hút hơn rất là nhiều luôn. Anh xem và anh không rời mắt khỏi những cái diễn xuất của hai bạn á. Một hành trình dài và em đã dần dần chinh phục được tất cả các vị giám khảo ở đây. Thế còn giám khảo Minh Tuyết? Chết rồi. Thực sự như thế này, Thành nói, chị viết ở đây là bản lĩnh sân khấu. Yes, là em có. Em không bị cái người bạn diễn hỗ trợ của em làm lu mờ em. Em vẫn nắm vững sân khấu, giống như là em ngang tài, ngang sức với lại cái người đối diện. Cách xử lý giống Hà không? Giống. Cách diễn xuất giống không? Giống. Cách hát của em chị vẫn cho là gần nhất với Hà. Cách diễn xuất cũng vậy, không những 10 mà có thể là 10 cộng nữa. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn giám khảo Cẩm Ly ạ? Mọi lời khen tất cả mọi người đã nói hết rồi chị. Chị nói một câu là hôm nay nhìn lên mái tóc và gương mặt rất rất là đẹp. Có nghĩa là chấm điểm từ cổ ra lên. Đúng rồi, chính xác. Không, chị thật sự là mỗi ngày gương mặt em không biết người make up như thế nào đó, hoặc là có thể là em tự tin hơn, nó đẹp hơn. Cố gắng đi, em phải cố gắng. Tại vì em là một trong những thí sinh hiếm hoi mà khi em ra trình diễn trong cái bài thi của mình, em mang được thái độ, thần thái của ngôi sao. Cái đó là rất là nhiều người đang cần phải có, chẳng hạn như bạn Hà Anh Tuấn. Và tiến bộ từng vòng thi, giữ phong độ từng vòng thi và đẹp lên từng ngày, giảm cân từng ngày, ốm từng ngày luôn. Có ốm, hôm nay thật sự là em đã thay đổi về ngoại hình rất nhiều, bắt đầu gương mặt em đã thấy V-line. Thành, hôm vừa rồi thì cái buổi họp fan á, là Hà Hồ có mời Pascal Ngọc Tân và Đan với Trang. Là Đan Trang có hai mà. Bạn có cùng có, tam có, ca có hát rồi. Không phải là một lời hứa tuyệt đối, nếu như em có mặt được trong đêm chung kết, nếu như Hà Hồ không bận lịch, anh sẽ mang Hà Hồ đến hát song ca với em. Nếu như mà Thanh Mộng được vào chung kết thì anh sẽ mời Minh Tuyết sẽ diễn cùng với Thanh Mộng. Chắc chắn ngược dễ sợ luôn, ngồi kế bên cái tưởng mời Minh Tuyết giái chờ cho bà Tuyết mà không nhận lời. Xin chúc mừng em.
dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em, tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới giang dở khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi đã quên rồi anh. Tôi khóc làm chi nữa, bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh. Xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không mẹ trách đời hay dần đời luôn đổi thay. Và đây là Hoài Lê và Thiện Nhân. Hơi bất ngờ đó con. Sao hôm nay bà Đặt mang đôi guốc cao dữ thần vậy trời? Người ta lớn rồi chị. Hôm nay hơi lạ. Thứ nhất là mang đôi guốc cao quá. Thứ hai là hôm nay ai làm cái đầu nhìn ngộ quá. Nhưng mà làm cho cái mặt ốm với làm xinh quá. Cái nãy cô Tuyết quay qua hỏi, trời ơi sao hôm nay nó lớn dữ vậy Tư? Hôm nay làm giống như là thiếu nữ vậy đó. Chứ mới hôm qua đây thấy còn nít muốn chết luôn. Còn dành... trà sữa uống đây mà. Ủa bạn này trên 18 chưa? Chưa. Dạ thưa chú Thành là con năm nay con 17 tuổi. Quá trời con rồi. 17 vậy là đúng rồi. 17 tuổi mà người ta là quán quân cặp đôi vàng mùa đầu tiên đó anh. Trời đất ơi quá 17 trời. Rồi đó hả? Con cứ nhớ 15 tuổi hoài à. Chắc có lẽ cái hình ảnh ngày xưa lúc mới có 14, 15 tuổi nó quen rồi. Cái giờ cứ nhìn nó cứ tưởng nó 15 tuổi hoài cho nên không có cho nó lớn. Trời ơi, em ơi, cảm xúc của em như thế nào khi mà em biểu diễn với anh Hoài Lê? Dạ thưa chị là lúc đầu em cảm thấy hơi ngại. Hơi ngại hả? Ủa sao em bị ngại vậy? Bởi vì là hát về tình cảm của mấy anh chị lớn á, nên là em hơi ngại. Với lại lúc đầu mà anh Lê kiểu như nắm tay em muốn rút lại không để cho anh nắm. Người ta mới 17 anh em tuổi cũng à. Sai tròn tròn. Em hơi hồi hộp nhưng mà em đã biểu diễn rất ngọt ngào. Và cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã hỗ trợ cho Hoài Lê. Dễ thương quá, 17 tuổi xinh à. Xinh quá. Chị Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Hôm nay sao vậy Lê? Có gì không chia sẻ trước đi. Mấy bữa nay em bệnh quá. Đi chích mấy ngày nay mà thấy người nó cứ đuối. Hèn chi. Mà bị gì bệnh? Bị bệnh gì chứ mà bị gì bệnh là sao? Không, bị cái gì mà bệnh có nghĩa là ăn cái ăn gì? Ăn nhiều quá. À tức là ý anh hỏi là trúng thật hay là lấy đồ ăn đồ vô. Không cần đâu hỏi câu đó là tôi hiểu rồi. Bị ho rồi đi chích kháng sinh. Trời đấy. Đất ơi cái tướng vậy mà trái gió trở trời cái bệnh liền vậy đó hả? Yêu nhớt anh. Yêu nhớt à. Yêu nhớt à. Yêu nhớt. Tiếc lắm. Bữa nay nó không hay thì không đúng, nó hay thì nó trật.
thiếu thiếu. Nó cứ thiếu thiếu sao? Đường rầy xe lửa nó bị cọt kẹt ấy không? Kiểu mà nhớt nó bôi không đủ á. Cái chạy nó bị gì đó. Nó không có trơn. Không phải kẹt kẹt mà nó nhìn nè, máy bay đang bay mà đúng là phải bay độ cao này em nó chưa lên tới tự nhiên nó bị gì nó rớt lại nó xuống. Tuột nó tuột cái nó chưa lên tới nó chưa nó rớt lại xuống nó gặp mây nó rớt áp thấp nhiệt nó gặp mây nó gặp mây nó rớt xuống. Tại sao nãy chị hỏi em là có vấn đề gì em chia sẻ hôm nay á, cái cục hơi của em nó có vấn đề. Thì nhiều khi chị nghĩ nếu mà em nói đó vấn đề ho thì đúng, có những cái chỗ cái vị trí âm thanh của em đặt không đúng cái nốt đó. Nó bị giám đường á. Là cái gì? Nó bị vướng đàm. trời. Chứ là đáng tiếc thôi, không phải là dở hết mà nó không có được như mong đợi, như là cái khả năng em vốn có. Cái thứ nhất là về đạo diễn sân khấu dàn dựng nè, có cái ý tưởng hay, cái cô gái này đã mất rồi. Bây giờ mình hoài niệm lại, mình nhớ lại thôi. Mà cái quan trọng là vậy nè, cái bài phối nó hay quá. Cái người ta nghe hát, nghe cái bài nó hay, cái người ta lướt qua nó lẹ. Chứ hôm nay lựa cái bài mà nếu mà hơi khó nghe một tí, bài nào lạ lạ một tí là bạn sẽ gặp vấn đề nhiều hơn đó. Quan trọng nữa là bạn có những cái đoạn lên cao, cái đoạn ao á, bạn có được cái cách để mà phô giọng mình ra nên nó kéo lại cảm xúc được rất là nhiều. Nhưng mà Thành vẫn giữ cái quan điểm là bạn là một trong những thí sinh mà nếu bạn tập trung thật sự thì những thí sinh khác cũng phải dè chừng đấy. Chị cũng nghĩ thêm một cái phần này để rút kinh nghiệm. Even cho những người ca sĩ chuyên nghiệp mà đi hát thường xuyên mà cứ cầm một bên là cây đàn, một bên là cái mic thì nó cũng dễ chi phối, tinh tế một chút xíu. Thì mình có thể cầm cây đàn mình rọi, xong rồi có thể là để một cái trụ mà kiểu mà trụ đứng phải không? Một cái trụ đứng cái bên á, mà đẹp đẹp á, để cái đàn nó lên trên cái trụ, rồi bắt đầu mình hát. Thì mình rút kinh nghiệm cái điều đó để lần sau thì nó tốt hơn nhé. Hồi nãy ông cầm mà tôi tưởng ông ra khai mạc, đốt đuốc khai mạc Olympic. Dưới lời cái này quan trọng nè Lê ơi. Hồi nãy cái đoạn ra ha, Hoài Lê quay ra mà diễn bắt đầu những cái nét của Quang Lê bắt đầu thấy cưng. Còn nửa cái bài đầu nha, bị đứng profile này không à, không thấy cái gì hết trơn. Mà người ta coi người ta bực lắm, nhìn cái bóng cái, rồi là phải quay mặt nhìn khán giả lại liền. Chứ không phải đứng dày, ngó cái bóng rồi đứng bài luôn, rồi xong. Các anh chị nói rất là nhiều với các thí sinh ở các chương trình luôn, nhưng mà tụi em đều bị mắc phải. Tối kỵ là mình đưa cái lưng ra ngoài. Thứ hai nữa đứng như vậy nè. Không, thật ra thì có thể là đây là cách biểu diễn nội tâm của bạn ca sĩ. Mà nói về cái phần nội tâm thì chắc chắn phải hỏi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Có thể thấy là Hoài Lê lúc cầm cái cây nến và đi tìm kiếm một cái hình bóng cũ đó, thì thực sự là cái ánh mắt của Lê cũng thuyết phục được anh và Minh Tuyết. Hai người nhìn nhau cười và nói với nhau rằng là ôi, cái dáng quá giống đi, cưng, dễ thương giống con Lê. Và em có năng lực diễn xuất chứ không phải là không. Và đó cũng là lý do mà để nhạc sĩ Minh Vi bố trí để dàn dựng cho em trong một cái phần mà nó có lớp lang và nó có cái cấu tứ đặc sắc trên sân khấu. Qua từng vòng thì chương trình cũng muốn dành cho thí sinh nhiều cái phần mới lạ hơn. Và thí sinh chúng ta buộc phải, không chỉ riêng Hoài Lê mà những bạn khác buộc phải làm quen, xử lý đạo cụ, xử lý với bạn diễn với mình, xử lý những cái tình tiết trên sân khấu. Chẳng hạn như là lúc mà em cầm cái nến và em cầm cái mic, em bị mất đi cái động tác tay của anh Quang Lê đúng không? Nhưng cái nghiếng của em đâu rồi? Cho nên là cũng không tạo được cái phần nhìn nó hấp dẫn. Đạo diễn hoặc chương trình cho mình đạo cụ gì hoặc phục trang gì thì mình phải tìm cách mình xử lý. Em cứ hát một mình như vậy và không có những cái yếu tố gì khác trợ diễn cho em thì em cứ một màu từ đầu đến cuối, em hiểu không? Bản lĩnh hơn và mình tinh tế hơn một chút xíu. Mặc dù tình cảm và cách diễn xuất với Thiện Nhân thì anh thấy có, nhưng mà nó vẫn chưa đủ đã lắm. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo. Nhưng đầy kỷ niệm tôi yêu đương. Anh nghèo nên chẳng có nét là nét MV nè.
người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ thì em chớ bận tâm. Tôi nghe thấy có tiếng la hét ở đây, có điều gì đó ban giám khảo dường như là hơi phấn khích đúng không ạ? Phấn khích chứ. Lần đầu tiên tôi thấy em siêu Nguyên Khang đẹp trai vô cùng. Yeah, đẹp quá. Bước ra thần thái uy nghi ngút trời. Bữa nay tôi mới phát hiện bạn tôi có một nét đẹp MV. Nét đẹp MV. Nét đẹp MV, chuyên đóng vai vô MV quay ca nhạc. Chẳng Thành để ý không? Chuyên đóng tiểu tam đi giật bồ người khác không à? Trời đất ơi, mấy số trước là giật 2-3 lần rồi nhớ không? Ra đường vậy bị quýnh lắm á. Khán giả ghét. Kỳ trước là cái bài của bạn Phúc Vĩnh Phúc hát cái bài Hứa Thật Nhiều, Thất Hứa Thật Nhiều là cũng ra đóng vai tiểu tam, lần này cũng ra đóng vai tiểu tam. Bạn Mạnh Quỳnh, bạn là một trong những ca sĩ thật sự phải nói hát rất là tốt, phong độ giữ đều. Bạn hát, tôi nói thiệt nha, bạn thi thôi nha, mà bạn hát cái bài của bạn á, đem phát audio lên xe hơi nghe ngon lành luôn, như một bản thu âm, hát rất cảm xúc, cực kỳ tình cảm, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cái đó tôi nói thiệt, một lời khen dành cho bạn. Nhưng mà hôm nay, riêng hôm nay thôi, chắc là bạn ăn ngủ điều độ, nên cái hơi thở bạn nó tốt hay sao, bạn tống cái hơi ra nhiều quá, cái âm thanh nó hơi bị chua, nó chát cái lỗ tai á, nó không có ấm như thông thường bạn hát, nó không có tinh tế. Tình cảm thì tuyệt vời, từng câu từng chữ bạn rót vào tai khán giả. Nếu như hỏi tôi hát là bạn hát bài này hay không thì rất hay. Là hay. Nhưng hỏi hát giống anh Quỳnh nhất chưa thì chưa phải là nhất của bạn. Vậy thôi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành, xin mời anh Nam. Chị Chanh phát biểu chưa? Nói chung đồng quan điểm đó là xong rồi đó. Copy pass. Copy and pass. Sao chép qua để. Ồ, nhưng mà chị Thanh cũng chia sẻ vài điều đi. Dạ, mời chị Thanh. À, hôm nay nó giống như một ly nước cam, hơi gắt xíu, mềm mại, thanh ngọt lại xíu nữa là mới đúng. Còn anh thì anh lại thích Ngọc Tuấn ở những cái phần mà diễn xuất á, nó rất là tự nhiên, bởi vì em đang hóa thân vào một chàng ca sĩ mà chuyên hát những cái bài hát về những cái thân phận của người nghèo, của những cái chuyện tình ngang trái và nó dang dở đó. Và hôm nay em cũng đã thể hiện ra khi mà mình đã diễn xuất những cái đoạn trên sân khấu, dù nó rất là ngắn thôi nhưng mà nó cũng nó có cái gì đó rất là thật thà chất phác và người ta cũng tin được những cái điều đó. Thì đó cũng là một cái lợi thế của Ngọc Tuấn. Anh cũng sẽ mong là Tuấn trong những lần sau hóa thân vào anh Quỳnh thì mình sẽ cân đối giữa cái phần diễn cũng như là cái phần hát để làm sao đó mình vừa thuộc bài, vừa chuyển tải những cái phần hồn nhưng mà cũng lưu ý những cái phần hát để mình không có bị sa sút một vài cái điểm nào đó trong cái phong độ của mình. Chúc mừng em. Nếu như mình nhắc cái anh Lương Hoàng Phúc á là đừng có xả vai trước khi hết nhạc, cái anh này khỏi chỉ luôn. Ông giữ đúng tâm lý, coi như là thề chết không xả vai. Đúng. Nhạc hết rồi, giữ tâm lý buồn tới ngày mai luôn. Đúng. Rất là hay. Cái mặt bây giờ vẫn còn buồn, giữ tâm lý. Hú hồn thiệt. Khủng khiếp. Rồi, cảm ơn anh Tuấn. Dạ. Yeah. Phải có lời khen cho cái ông Nguyên Khang Tuesday phải không? Dạ, Khang Tuesday. Tuesday. Mà lúc nãy nhẫn, lúc nãy là nhẫn thiệt không? Nhẫn đó là cái nhẫn... Không, đây. Khang nói thiệt nha Khang. Nãy bước ra đẹp trai lắm. Thiệt. Này kim cương mấy cara vậy, em đeo nghèo, đi. Không có nhẫn kim cương, tặng chị chiếc nhẫn chợ Kim Biên. Cũng được. Trời ha. Ơi, hột quá hột luôn này, lấp lánh quá trời. Đeo này. Nhẫn là đồng ý nha. Đây camera bắt cận trời rồi ơi, nha. Trời ơi, hai tay hai nhẫn không biết đồng ý anh nào luôn đó. Chết rồi. Thời tới càng rồi. Thời tới càng kịp thưa quý vị. Mà người ta toàn đeo vô chứ không có hỏi mình. Trời ơi, ngang 20 năm trước idol của tôi chị mua nước ngọt vô bà hát, mà bây giờ bà chỉ bà gật đầu một cái I do một cái là rước về liền. Trời ơi, thiệt không? Rước về chân trong lòng kiến I do nghe hát. Giờ giàu lắm, phải không? Chịu đài, tại vì thời buổi giờ khó khăn lắm. Trai nó tới quập liền đi kệ. Ế lâu quá. Ế lâu quá, đẩy con gái nhẹ. Mà bây giờ tôi không có chịu Nguyên Khang mà tôi chịu Trấn Thành. Trấn Thành có dám bỏ hai đứa con lấy tôi không? Trấn Thành có dám bỏ hai đứa con lấy tôi không? Sao? Bây giờ Trấn Thành trả lời. Alo heo ơi, có người định chiếm đoạt anh, em thấy sao? Phải hỏi heo.
vô lại rất giống Phi Nhung. Trấn Thành có thấy vậy không? Rất giống Phi Nhung. Cái âm lượng nó không đều thì lại giống. Thì cái câu đầu tiên em hát á, rất giống Phi Nhung, nhưng mà tới lúc em bỏ nhỏ, em hát kỹ lại thì lại mất dần một chút xíu. Cho nên với cái sự hóa thân tiếp theo như thế này, em đừng có hát kỹ quá, đừng hát kỹ quá, mà cứ hát giống như những câu đầu em hát để cực giống Phi Nhung luôn. Khi mà em hát kỹ là em sẽ bị mất cái chất của chị Phi Nhung. Dạ em xin cảm ơn. Bây giờ em phải về em quên đi cái cách hát này. Tại vì em thi cái cuộc thi này nó đòi hỏi em phải giống thần tượng em nhất. Tại vì đối thủ của em ai cũng giỏi hết, ai cũng mạnh hết. Và họ đang tiến bộ dần. Nếu em không tiến bộ dần thì những vòng sau em sẽ bị thua họ. Vì vậy cho nên anh nghĩ là muốn đi xa phải nghiêm túc, phải để ý kỹ hơn. Hát nó phải đời hơn, âm lượng nó phải khô hơn. À, cái cách phát âm ra giọng á, cái giọng mình phải khô hơn, đanh thép hơn thì mới ra Phi Nhung. Tại vì nếu em hiểu với chị Nhung, em sẽ biết Phi Nhung là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ mà vươn ra. Vươn ra, tôi phải chiến thắng được cuộc đời, tôi phải chiến thắng được bản thân. Đó là Phi Nhung. Thì khi yêu ai phải hiểu người đó trải qua những gì để họ có được cái xúc cảm ngày hôm nay, để họ hát cho mình hay tới mức độ mình phải giống họ, phải hiểu được điều đó nha em nhé. Thì anh hy vọng là em sẽ cố gắng hát cho thật tốt, để những vòng sau anh muốn được coi nhiều hơn nữa. Trình diễn mà, đúng không? Nó còn có cái phần diễn nữa, cho anh coi luôn phần đó chứ đứng giống như ai ép mình hát thì. Và quan trọng là còn câu cuối của tôi là: em nhớ anh đêm ngày, em sẽ về miền Tây. Buồn quá, quên luôn, cất câu của người ta luôn nha. Lần sau tốt hơn nha. Dạ, xin cảm ơn. Anh Thành là anh rất là hâm mộ chị Phi Nhung, cho nên em hát cái đoạn nào là anh nhớ trong đầu thuộc lầu lầu, cho nên là không có thể nào mà để tránh trường hợp là không bị bắt, cho nên là phải cố gắng nha. Có một cái câu thơ để nhận xét về giọng hát của Phi Nhung như thế này là: Phi Nhung tiếng hát gợi tình, giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương. Đó là một cái giọng ca và chọn cái dòng nhạc trữ tình quê hương để thể hiện. Và trong đó nó có rất nhiều những cái nỗi nhớ nhung. Và anh nghĩ rằng là trong bài hát ngày hôm nay á, em đã đặt để cái tình cảm của mình vào trong bài hát này. Thì nó cũng là một cái cách làm cho những cái câu từ của bài hát và những cái giai điệu bài hát nghe nó đến với trái tim nhiều hơn. Riêng anh cảm nhận là nó rất là tình cảm và dễ thương. Bản thân anh thì anh rất hy vọng em sẽ được có một tấm vé để mà đi tiếp. Em chúc mừng em. Xin cảm ơn anh. Một lần nữa xin cảm ơn Trúc Ly. Không đón mời vì tôi quá nghèo đâu dám mở môi, căn gác không tên nằm trong phố nhỏ, gập ghềnh qua lối quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ. Gần nhau
nhau chùm hai mái đầu. Lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Cô ái ơi mà xin người ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Mình thương nhau cũng đã lâu rồi, nhưng mà anh nghèo quá, anh không có đủ tiền để cưới em. Anh sợ một ngày nào đó chắc anh mất em quá. Không sao đâu, giàu nghèo đối với em không có thành vấn đề, miễn là anh tới thưa với ba má em là đủ rồi. Ba má em không có khó đâu. Nhưng mà em ơi, em ơi, tiền đâu giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần anh đến mà thương. Hai đứa yêu nhau chùm hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Cô ái ơi xin người ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Cô ái ơi xin người ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung miễn đừng có phụ lòng nhau. Trời ơi, nó mùi ơi là mùi mà nó, chúng tôi nghĩ đây đúng là Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn á, chứ không còn ai nữa. Mà nhất là anh Mạnh Quỳnh, anh diễn mùi dễ sợ luôn. Nào là khều khều cổ xích lại một chút, rồi quàng tay qua. Mấy cái vút này là tóc mình... nữa đồ. Rồi, vút tóc nữa. Cái này mình tập nhiều không? Cái này bọn em chưa tập ạ. Thì chưa tập luôn hả? Chỉ Trời lên chưa sân tập khấu mà. Là hai anh em thống nhất là lên sân khấu thì mình cứ nghĩ thế nào mình làm như vậy thôi ạ. À, nghĩ thế nào làm như vậy luôn. Vâng ạ. Rồi. Còn em? Em nghĩ là bản chất của ảnh luôn á. Hả? Bản chất của ảnh. Em với ảnh tập đúng có một lần thôi. À hả? Thì lúc nhưng đầu, mà lúc mà tập là em có gục đầu vào vai ảnh giống vậy không? Cái lần đầu tiên thì có. À hả? Nhưng mà mấy lần sau thì em cũng sơ sơ thôi. Khoan nha. Ảnh. Tôi thấy tại sao người ta nói anh gãi gãi cái gì? Người ta nói đúng tim đen anh phải không? Anh để ý gì người ta phải không? Hai tụi em là ở hai vùng miền khác nhau. Chỉ có gặp nhau trong cái cuộc thi này đấy đúng không? Đúng rồi. Bây giờ hai đứa mới gặp nhau ạ. Cả hai có người yêu chưa? Em thì có rồi. Nhưng mà ảnh thì có vợ rồi. Có hai con luôn rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Bị bán đứng rồi em ơi. Bày đặt gán ghép bậy bạ đồng hồ vợ ông cào mặt tôi nữa. Tại vì hai bàn chân thật á, nên hai bàn diện nó đàng hoàng, nó tử tế, để nhìn nó rất là trong sáng, nó thiệt. Nãy mình ghẹo chơi cho vui thôi, nhưng mà tại hai bạn làm nó rất là dễ chịu. Và nó có một cái gì đó rất là thật thà với nhau. Khi mình hát mình tin cái mình hát á, để mình nhìn với ánh mắt của người kia mình cũng thấy nó thiệt hơn tí, đúng không? Để mình diễn cũng được. Mà trời lại thương cho hai cái người bạn bạn diễn cùng mình, nó lại hát hay nữa, mà nó lại giống Phi Nhung nữa, mà ghê chứ. Giống như kiểu là không, cá gặp nước á, bạn hiểu không? Lâu lâu tự nhiên ngày xưa đúng không, bạn hát karaoke có một mình đúng đó, cái kêu cái thí dụ cái bà hàng xóm vào hát dở ẹt, đúng rồi. Nhiều khi còn phô lợ tông dí nhạc, mình hát cực muốn chết giận. Bữa nay đi thi gặp ngay, trời, Phi Nhung chịu có nổi đâu. Có vẻ nói thật với ban giám khảo là em cũng mong ước từ ngày xưa đấy. Em bảo là bây giờ mà giá như mà có được cái bạn gái nào mà hát được giống Phi Nhung thì hai người đó hát thì nó hay quá. Anh nghĩ là em là nhìn là thích Phi Nhung rồi đấy. Ừ. Nhưng mà nói chung là khán giả rất thích. Đấy. Thì đấy, ừ, vậy đó. Ừ. Nhung ơi, Nhung. Dạ. Bài này Nhung lên tay nè. Vô rồi đó, vô rồi. Nhưng mà bây giờ nói nè, về dạch lá tìm sâu nè, dạch xấu tìm la nè.
Phi Nhung phải hát to hơn một tí và hát phủi đời hơn một tí. Em lên là cái câu câu cao nhất á, mấy nốt cao nhất á. Mà hát to và hát không nắng nót, hát phủi đời, hát thẳng băng cho anh thử coi. Thử coi, 2, 3. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều. Đúng rồi. Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu. Đó, yeah, vô rồi, đó, vô rồi đó. Hiểu chưa? Phi Nhung là hát là không nắng nót. Tại vì bản chất cái giọng chỉ đẹp, đủ đẹp, đủ dày và mạnh. Hát là hơi rất là mạnh, hát không có nắng nót nhiều. Thì mới ra Phi Nhung hát phải chân thật nha. Yeah. Vô rồi đó. Cảm ơn ạ. Anh Mạnh Quỳnh cũng vậy, đẩy hơi mạnh ra. Và cái chữ Mạnh Quỳnh hát nhấn nhá hơn. Anh hát anh mượt quá, anh không có nhấn nhá. Anh hiểu em nói không? Anh phải đẩy vậy. Khi mới là thì cái miệng mình ngang hơn, mở ngang hơn, để cho cái âm thanh nó bẹt hơn thì nó sẽ hay hơn. Thử lại hát mạnh nè. 2, 3. Em ơi, em ơi. Nhấn vô. Tiền đâu đám cưới bây giờ. Mạnh hơn nữa. Mà em nhắc đến thêm buồn. Đó, nó là như vậy nha. Hát dứt khoát hơn và không có lê thê, không có dài là ra. Chúc mừng hai bạn, rất hay. Mời chị Thanh. Mình cứ nói, tính nói gì cái Trấn Thành nói hết rồi tới mình cái mình biết nói gì. Mình cũng ngồi kế bên. Tôi ghi chép tôi ngang. Mình kế bên mình phụ họa cũng được đúng không? Thật sự ra thì khi mà Mạnh Quỳnh và Phi Nhung hát ở ngoài sân khấu, nhất là ở sân khấu và Thâu Băng là khác nhau. Cho nên khi các bạn ra sân khấu mà trong chương trình mà thi thố như vậy nè, thì cái volume mình hát nó phải to, nhỏ. Các bạn đã đang bị đều quá, tức là các chữ nó đều như Thâu Băng. Nhưng mà sân khấu là các ca sĩ sẽ hát mạnh hơn một chút, vừa phải, mạnh hơn một chút, vừa phải. Tức là cái volume nó phải hơi chênh lệch nhau một xíu thì mới ra được Mạnh Quỳnh với Phi Nhung. Đó là cái điều các bạn phải thay đổi thêm một xíu nữa. Cảm ơn các bạn. Dạ em cảm ơn ạ. Xin mời anh Nam. Anh thích là hai em trong cái phần ca và cả phần diễn nữa. Nói phần diễn trước đi. Vì phần diễn hai em dù là nghiệp dư nhưng mà rất là dễ thương, nhẹ nhàng và tình cảm. Những cái bẽn lẽn của cô gái, rồi chàng trai cũng có phút ngập ngừng nữa. Cái đoạn thoại của hai em á, Ngọc Tuấn có gặp và vất vả hơn khi mình là cái chất giọng Bắc đó, mà mình giả giọng Nam, có lòi ra một chút giọng Bắc trong đó. Nhưng mà nghe vẫn rất là dễ thương, nghe vẫn rất là dễ thương, và nó có cái tình ở trong đó rất là nhiều. Hai em thoại và giao đãi với nhau, thuyết phục khán giả rằng hai em đúng là một cái đôi tình nhân trên sân khấu. Còn nói về cái chuyện tình trong âm nhạc thì anh Mạnh Quỳnh có phát biểu trên truyền thông rằng là hai người rất là thân với nhau, thương nhau, thân nhau, thân nhau lắm. Nhưng mà thân đến nỗi là không thể nào yêu được. Nếu gọi là cảm mến thì có, nhưng mà nói là tình yêu thì chắc chắn là không. Nó giống như một cái tình bạn, một cái sự tri âm tri kỷ trên sân khấu vậy. Cho nên đó cũng là một cái niềm may mắn khi mà họ tìm thấy nhau, và cũng như hai em tìm thấy nhau trong một cái cuộc thi này và đã gặp gỡ, thì đó cũng là một cái duyên. Thì anh rất là vui vì là cái duyên đó nó đã thăng hoa trên sân khấu tối ngày hôm nay. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Cái sự song ca ăn ý của các bạn á đã làm mang đến cái cảm xúc cho mọi người, nhưng mà tình yêu thì nó lại là một cái cung bậc cảm xúc khác nữa, đúng không ạ? Xin cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Mời chị Phương Thanh. Hôm nay em hát thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Có nhiều chỗ rất giống chị Phi Nhung, nhưng có nhiều chỗ không thể bằng được. Là vì em biết tại sao không? Tâm lý em thoải mái quá. Vì cái bài này em thấy thoải mái quá, cho nên nhiều chỗ em quên mất mình đang là Phi Nhung. Lâu lâu nó hơi phô nhẹ xíu em ạ. Lâu lâu quá, mình phải ráng mình cảm âm lại một tí. Nhiều khi mình vui quá đó, mình ca cái bài này cưng nè, tâm hồn mình bay bồng bềnh á, cái nốt nó bay theo em hiểu không? Nhưng mà thật sự ra những cái nốt cao của em đắt giá lắm, càng về sau càng đắt giá. Giống ha. Giống có nhiều chỗ em hơi gồng xíu mà lại giống. Giống cực kỳ. Em cảm ơn ạ. Nhưng mà lần sau là yêu cầu là phải có động tác diễn của Phi Nhung nhiều hơn nha. Hiện giờ là vẫn còn đang là Phi Nhung cơ bản, Phi Nhung quay MV. Em phải coi Phi Nhung diễn live, coi cái cách Phi Nhung giao lưu rồi cái thái độ băng sao, bà điệu lắm. Bà điệu kỳ lắm, tại vì bên trong bà đàn ông giống Phương Thanh. Bà mới làm điệu ra nó ngược ngược hiểu đúng không? Bà làm đúng điệu mình thấy ghét không? Tức là trong ngoài không có liên quan không gì liên quan. Đó, nhưng mà rất là duyên. Nên em phải bắt chước cái đó. Tôi kể quý vị nghe, ai tôi cũng có chuyện kể trơn á. Mà cái này không phải nói xấu đâu, đúng không? Không có nói xấu. Đúng rồi. Hồi đó qua Mỹ, lần đầu tiên, anh biết rồi, Mỹ diễn có cuối tuần không, mà ngày đầu tuần nó chán muốn chết, đâu có làm cái gì đâu, cứ ngồi ở nhà chơi. Cái Nhung nói em, xin,
xin qua Mỹ gọi cho Nhung. Nhung dẫn xin đi chơi Universal. À, là cái chỗ mà phim trường của Mỹ á, người ta quay phim rồi đó. Mà sang lắm nha anh. Lấy xe chở em ra tới Hollywood nha. Rồi xong rồi cái cho vô Universal chơi. Nhung mua 100 mấy chục đô một vé. Là cái loại vé không phải xếp hàng cái gì hết. Cái đi coi vui lắm. Cái tới giờ về gần mệt á. Nói Nhung ơi đi nè em mệt quá, em mua chai nước uống. Cái Nhung nói không, đừng có mua nước ở đây, nước đây không có ngon. Đi xuống dưới đi, tôi biết con chỗ bán nước ngon lắm. Tôi ngồi tôi suy nghĩ đó. Ê Nhung, nước lọc mà cũng có ngon hay không ngon nữa. Bà Nhung, cái bà nói nghe lời Nhung đi, nước lọc cũng có nhiều loại, nghe lời Nhung. Phải nghe lời. Phải nghe lời Nhung, ok, đừng cãi Nhung. Ok, nghe Nhung. Đi từ trên đi xuống, mà quý vị biết cái Universal của Mỹ nó đâu có nhỏ. Nghe cái chữ đi xuống thôi nha, chứ mà cầu thang đi gần, trời ơi muốn xỉu luôn. Xuống tới nơi, cái nói Nhung ơi, nước đâu? Cái bà Nhung Nhung nhớ nó đây mà ta. À hiểu chưa? Rồi xong nhịn khác đi về. Về xong cái bà lái mới nói anh Huy là gì có ông anh nữa, ông anh họ nữa, anh Huy mệt anh Huy nghỉ đi, đi Nhung lái cho, nãy anh Huy lên anh Huy chở rồi. Cái bà lái xin coi giùm Nhung cái GPS để nó chỉ đường về. Cái này ở Nhung lấy lên phải, hiểu rồi. Lấy lên phải đi quẹo phải nè. Không, chỗ này chưa quẹo phải, cứ giữ lên trái đi, mình còn đi thẳng một tới ngã tư kia mới quẹo phải. Nó chỉ đây nè Nhung, nghe lời Nhung đi, Nhung biết mà, tin Nhung. Chạy cái vừa qua Nhung nhớ là đây mà. Sao xong có chỗ quẹo ta. Vậy là cái hồi nãy đó xìm. À, đó hiểu chưa, là bà Nhung là phải là bên trong với bên ngoài không liên quan, nghe chưa, em phải làm ra cái điều đó nó mới vui. Nhưng mà em có thường hay coi những cái phần trình diễn live của chị Phi Nhung ở trên YouTube không? Dạ có ạ. À hả? Dạ. Thế em có để ý là chị Nhung chỉ có cái gì đặc biệt mà chị thường hay làm mà nó trở thành cái chữ ký của chị không? À, nói chung là chị có rất là nhiều có thói quen. À. Trước khi lên sân khấu có thói quen là hay chỉnh áo dài nè. Hát xong phải giao lưu. Giao lưu nhẹ tí. Nhung nghĩ là ai hát có hay không? Vậy đó, kiểu vậy đó. Tập thần thái của chị Phi Nhung là cũng phải tập nhiều lần rồi, đúng không? Nói chung là cũng khó đó. Cũng khó đúng không em? Thấy vậy mà không phải vậy đâu. À hả, dạ. Vâng. Xin mời phần nhận xét của anh Hoàng Nhật Nam. Khi mà em thể hiện cái ca khúc với cái sự hồn hậu của con người miền Tây, nó có cái sự vui tươi và hồ hởi, hân hoan trong tâm hồn. Nó thể hiện qua cái nụ cười của em. Nó có những cái sự cũng bỡ ngỡ với sân khấu, nhưng mà ở đâu đó em rất là hân hoan, vẫn có cái sự đáng yêu trong cái phần trình diễn này. Và hình như là hôm nay hát thì cũng có sáng hơn mọi sáng hôm hơn, thoải mái hơn, không nhiều. Có phải bị gò bó là như lần trước nữa, thì cái đó cũng là một cái điều đáng khích lệ. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Mà nhớ nha, lần sau là tôi yêu cầu là phải có cái nét mà giả bộ nhõng nhẽo của Phi Nhung nha. Giờ anh Thành nói cái mình thi phạm luôn đi. Đúng rồi, mình thử đi. Bà Nhung mà chuyên gia, bà giả bộ ngây thơ mà em biết gì á, kiểu đó. Rồi, bây giờ Phi Nhung giao lưu với khán giả nè. Quý vị ơi, quý vị có thấy vừa rồi Nhung hát ai không ạ? À, quý vị có thể cho Nhung một tràng pháo tay được không ạ? Hay quá. Hay. Giống quá. Bây giờ có muốn Nhung hát tương cổ không? Yeah. Giống. Giống nha. Giống quá. Đó. Hát đi chị Nhung. 8.000 khán giả đang ở đây chờ đợi giọng chị hát quá. Nhung sẽ hát một cái câu tân cổ của bài hát mà Hờn Anh Giận Em á. Nhung hát đi, Nhung hát đi. Bây giờ Nhung hát nha. Nhung hát đi. Trời ơi. Trời ơi, tự nhiên hồi nãy cái bài nãy tôi chưa có phê mà sao giờ tôi mê Nhung quá Nhung ơi. Em ghét anh sao cứ đi hoài đi mãi. Thân gái xuân xanh mới lấy chồng đôi tháng mà phải có chiếc phòng không đêm ngày mòn mỏi chờ đợi người đi biển biết mấy phương trời. Em ơi giống lắm nha, giống. Cảm ơn Nhung. Tiết mục hồi nãy nha, đáng lẽ thi đầu chưa hoàn hảo phải chờ cho cái phần bonus này duyên dáng quá tặng liền chọn. Xin chúc mừng một chọn từ giám khảo Trấn Thành. Bây giờ mời chị Phương Thanh. Chờ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chọn. Xin cảm ơn ạ. Mời Nhung qua bên đây, một tràng pháo tay cho Trúc Ly.
Xin cảm ơn quý vị ạ. Trời ơi, hôm nay nha, thưa quý vị, đứng từ xa thôi mà thấy cái lưng xong rồi đứng múa là nói hôm nay là khác biệt rồi. Bình thường mình có học nhảy không? Mình có học nhảy. Bình thường á, Nhung múa cho mấy đứa nhỏ ở nhà đó, cũng đơn giản thôi chứ không có điệu như bữa nay. Bữa nay thấy điệu được. hôm nay nhung dễ thương. Anh thấy em nói giống hơn em hát. Đúng rồi, chính xác. bữa nay em nói giống hơn em hát. Em nói giống hơn tuần trước rất là nhiều, nhưng mà em hát không giống hơn tuần trước nha. Cái gì giống? Cái thái độ. Giống thái độ, giống luôn âm sắc. Trời thương em là cho em cái âm sắc đã giống y chang chị Nhung rồi. Cái đó rất là hay. Em điều khiển một tí cho nó tinh tế lại là nó đã giống hầu như là 90% rồi. Nhưng mà bữa nay cái bài này sở dĩ em hát không giống lắm là bởi vì cái cách em xử lý bài này nó khác Nhung. Em hát em bị trâu chuốt quá, nó bị mượt. Đúng rồi. Chị Nhung chị hát á, nó khô, nó chẻ ra chữ nào ra chữ nấy, nó gãy gọn, không có luyến nhiều, không có phiêu nhiều, hát thẳng. Cái bài này của em bị mượt quá. Chắc bữa nay Nhung hơi áp lực đó. Cái áp lực của Nhung mở màn á, nó rất là căng thẳng. Và cái điều căng thẳng đó nó đã thể hiện đó là em vào bị lơi cái đoạn đầu á, cho nên là nó cũng phải mất một cái khoảng thời gian để mình trấn tĩnh lại. Tuy nhiên ở Trúc Ly khác những tuần trước, đó là hôm nay có vũ đạo rất nhiều, tương tác với các diễn viên múa, rồi những cái đoạn đi hái trà rất là tự nhiên. Đó thì anh nghĩ rằng cái tâm lý và cái bản lĩnh sân khấu là một cái điều mà em phải chú ý và phải rèn luyện nhiều hơn. Thì đó là cái lời khuyên của anh. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, mời chị Thanh. Chị Thanh thấy cái tiết mục Chiều Lên Bảng Thượng này của Trúc Ly như thế nào? Trước tiên, trước khi nói thì hôm nay xin mấy tập trước nhiều. Xin cảm ơn dạ. Xin đầy đặn, tròn trịa hơn. Tròn trịa ra rồi xin gái ra, xong rồi cái Phi Nhung đi ra luôn. Nó lúc hát đâu rồi, ủa trời, Phi Nhung của tôi đâu rồi trời. Anh nghĩ là nhiều khi em tập trung em biểu diễn á, nên cái con người trong em nó mạnh hơn. Tại vì nó phải điều khiển cả nhảy và mọi thứ, cái tự nhiên nó lại quên cái nhiệm vụ là phải bắt chước giống chị Nhung. Nên nó hiểu nào, mình bị tập trung quá nhiều vấn đề á, thành thử ra là nó bị quên. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. Hy vọng là em sẽ rất là thoải mái và biết đâu em sẽ có tên bước tiếp vào vòng tiếp theo ha. Em xin cảm ơn Khang, cảm ơn ban giám khảo. Sáng
anh lùng quần Trời ơi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn quý vị. Dễ thương quá à. Trời ơi, giống y chang bà Nhung luôn trời. Tôi nổi da gà nè trời, y chang bà Phi Nhung luôn á trời, thiệt á. Vừa vừa phải phải thôi, nghe giống quá đi đó nghe. Dễ sợ thiệt. Em duy nhất từ hồi nãy giờ dám bước ra một mình, không có điểm tô cái gì lên trên sân khấu hết. Hồi nãy nha, nó sẽ còn hay hơn nữa nếu như chỉ có một mình em. Mà vũ khí lợi hại nhất của em là giọng hát. Hát hay dã man. Dạ em xin cảm ơn anh Thành ạ. Giống Nhung một cách mà anh nổi hết da gà luôn. Giống dã man giống luôn, mà em nói chuyện cũng giống Nhung nữa. Em tuyệt vời. Dạ em xin cảm ơn. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Thanh. Mời chị Thanh. Phi Nhung có ba cái dấu. Thế là trong hát á, có những người bỏ dấu rất là mờ. Nhưng mà riêng Phi Nhung thì dấu sắc, dấu ngã và dấu huyền bỏ rất là đậm đặc. Thì hôm nay em bỏ dấu chữ lên nốt cao á, đúng giọng Phi Nhung, dấu ngã gần như là Phi Nhung và dấu huyền y chang. Chúc mừng em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin mời phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Trước khi mà chia sẻ với Ly á, thì anh cũng muốn nói một chút về cái điệu nhạc Vọng Kim Lan. Đó là một cái điệu nhạc mà nó rất là quen thuộc và nó cũng đã đi sâu vào cái tâm tư tình cảm của người Việt Nam. Với Vọng Kim Lan, em đã thực sự là một cái phiên bản rất là hoàn hảo. Và đặc biệt là cái khúc cao nhất trong bài á, hai lần em đều vượt qua được. Và mỗi lần một cung bậc tình cảm khác nhau. Chúc mừng em. Xin cảm ơn Nam. Cảm ơn anh Nam. Một lần nữa xin chúc mừng em đã thể hiện rất là tốt tiết mục này. Xin chúc mừng Trúc Liên. Xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn mọi người ạ. Ủa, sao lạ vậy ta? Bây giờ trễ hẹn rồi mà còn chưa thấy anh tới nữa. Quý vị có thấy không? Mạnh Quỳnh lúc nào cũng để Nhung đợi hoài vậy đó. Chán thiệt luôn á. Quỳnh ơi. Quỳnh ơi Quỳnh. Ơi. Ơi Quỳnh hả? Quỳnh đi đâu nãy giờ vậy? Quỳnh có biết á, là Nhung đợi Quỳnh lâu lắm rồi không? Quỳnh xin lỗi Nhung ha. Thôi không có xin lỗi gì hết á. Bây giờ nè, Nhung có chuyện muốn nói với Quỳnh đó. Chuyện gì vậy hả? Nhưng mà trước khi Nhung nói á, mà Nhung hỏi thiệt Quỳnh nha. Hồi đó tới giờ đó đi hát với Nhung á, Quỳnh có bao giờ có tình cảm với Nhung chưa? Có. Có hả? Quỳnh có tình cảm với Nhung hả? Sao Quỳnh không nói? Nhưng Quỳnh có biết là ngày mai á là Nhung phải lấy chồng rồi đó. Nhưng mà còn có đêm nay sự để mai này em cất bước sang ngang về chốn xa xăm người ơi thôi vĩnh biệt mộng ban trong duyên tình mãi rối phần đẹp duyên ưa gấm Nhung trải bước hay lạc lẽo chuẩn chuyên cho tới tà kiếp qua sau. Yeah.
đành thôi em gian dở mối duyên đầu. Còn chi đâu những buổi chiều đưa đón, khi tan trường về hai đứa bước chung đôi. Câu hẹn câu thề ai thốt ở đầu môi, dù cho biển cạn non mòn tình ta không thay đổi. Nay tơ hồng chia cách bởi vì đâu, em khổ anh sầu rưng rưng dòng lệ than mang. Anh hãy quên em đi mà tìm vui vui mới. Thôi từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm đêm thời gian xóa mờ gì vang mê. Trăm năm thề nguyện gắn bó thủy chung muôn đời. Xin na tiễn em đi, lau mắt lệ lòng tuôn rơi. Ngày mai này thuyền qua, đưa người về tận cuối trời xa. Hay quá, cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, giám khảo đứng dậy vỗ tay là biết nó phê như thế nào. Mà tôi thấy một điều là Phi Nhung đứng kế chỉ có Mạnh Quỳnh, và Mạnh Quỳnh chỉ có Phi Nhung mới ăn ý đến như vậy thôi. Rồi Trấn Thành lại khóc nữa, cảm xúc nữa. Không, tôi khóc là do cảm xúc tôi dâng trào nữa, không liên quan gì hết trơn nha. Anh nói thiệt, chưa bao giờ chấm một cái bài hát nào mà phải đứng ngồi không yên như vậy. Mà không phải mình tôi, cái người mà điềm tĩnh nhất là ông Hoàng Nhật Nam, ông cũng phóng lên luôn. Và em phải biết là cái độ kích động về cảm xúc trong cái lời hát của tụi em là cao đến mức độ nào. Cả hai em hôm nay thi hoàn hảo. Nó là một tiết mục trình diễn chuyên nghiệp chứ nó không phải là bài thi nha. Hai em cũng hoàn toàn hãnh diện ngẩng cao đầu, đưa bất kỳ ai coi tiết mục này của mình như một chiến tích lớn nhất trong sự nghiệp của tụi em về âm nhạc. Cảm ơn anh ạ. Chỗ nó hay mà tôi thiệt tôi không biết nói sao luôn. Nó hay thiệt là hay luôn, rụng rụng rời luôn. Xong rồi hả? Xong rồi. Cảm xúc xong rồi đúng không? Phê quá. Hay thì hay rồi, mình vỗ tay cũng nhiều rồi, khóc cũng khóc rồi. Thì mình phải kiếm cái gì khác mình nói, phải nói tới những giọt nước mắt. Nghệ sĩ á, họ chỉ khóc cho hạnh phúc thôi. Cho nên không bao giờ thấy nghệ sĩ mà buồn mà khóc đâu. Họ có thể họ chỉ khóc thầm khi không có ai thì có. Nhưng đa phần trước công chúng, họ khóc cho mảnh đời của người khác. Có một người khác tới nâng đỡ cái số phận đó lên, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là khi buồn chúng ta cười, khi cười chúng ta lại có thể tải bằng cái cảm xúc khác. Không bao giờ được thuận nhau mà phải là bù trừ. Đó mới là cuộc sống.
Dạ đúng ạ. Mà dạ, hai cái người trên sân khấu này nghệ sĩ quá đi. Tôi thích cái tính nghệ sĩ của các bạn lắm. Cầm cái micro lên hát rồi khỏi biết ai đi nha. Nha. Mà trời cho cái giọng sao mà nó sạch mà nó vang, giả mang vang á. Đúng cái chất lượng giọng của Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn. Đúng cái chất lượng của những ngôi sao luôn. Thế thì cho nên từ ngôi sao cho tới ca sĩ trẻ cho tới các thí sinh là những người làm nhiệm vụ buồn vui hạnh phúc với công chúng. Còn tất cả những sự thật họ giấu vào trong hết rồi. Yeah. Chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc với nhau thôi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn chị. Dạ đúng. Bao lá vàng đốt thư tình cũ với mây trời xa diều bước em đi, nước mắt chìm theo sóng diều phân ly, lỡ mê lùa gấm đành quên ước thề. Nắng nhẹ xinh đừng ngại bước, kết ngàn vì sao đường sáng em qua, tin nhau ngày vui dẫu lệ thương đau, để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Đầu cấm nín rồi nghẹn ngào trong tiếng cười, em ơi lời yêu dấu cho nhau nào đâu có bao lâu, giờ sao đã u sầu. Ngày tháng mộng xin trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên, có yêu và thương cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Đã u sầu những ngày tháng mong xin trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên, có thương và yêu cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này, có thương và yêu cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này.
Thưa quý vị, đây chính là giọng hát của Quang Nghị, gương mặt mà có lẽ là quý vị đã nhận ra từ chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Cảm ơn bạn và chúc bạn sẽ ngày càng thành công và cháy được cái niềm đam mê của mình một cách mãnh liệt hơn nữa nha. Cảm ơn Nghị. Cảm ơn Kang. Thưa quý vị, sự kết hợp của các cặp đôi đã tạo nên cái cảm xúc với vòng hòa thanh. Tuy nhiên, đây cũng chính là phần kết thúc của chúng ta ở đêm nay. Chúng ta đang chờ đợi xem là khi mà hóa thân một mình thì các bạn sẽ thể hiện như thế nào, đúng không ạ? Hãy chờ đón chúng tôi vào tập phát sóng tiếp theo nha. Cho em ta bỏ ta chưa được cuộc tình, thấy đam mê thì sát căng đầy, nghiêng ngửa cho dù hơn lần nghe đắng cay. Những lời này cho em ta hơn ta khi đổi mặt đời, đêm đơn côi chợt thấy đêm dài, tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi nơi. Từ đó đôi mình buồn xuôi tất cả như hai kẻ lạ, anh gặp em ngoài mặt, anh gặp em gục đầu khoan buồn dài hún hút đoạn buồn một lần qua. Những lời này cho em ta đời ta khắc khoải nửa đời, thôi đam mê thì xác xa rời trên giữa đó đầy khi tàn mong. Hai bạn hát mà giống như hai ông ai ưa ai á. Giận á kiểu mà đã đang nguyên là diễn là nội tâm rồi, là hát là bất cần, là cái mặt là giống như rất là kiểu mà muốn quýnh ai rồi, mà hai ông mắc cười lắm. Hai ông nhìn á, tới rồi đường em ơi trả lời. Hát mà bà đã còn thi chung đề tài nữa, kiểu mày ngon bước vô, mày ngon vô đấy, vô đấy, ngon vô. Ừ. Trời, Trấn Thành là thuộc dạng soi khủng khiếp. Mà thiệt cái mặt cưng đó, cái mặt hai anh rất là đáng yêu luôn á. Trước bây giờ có chương trình nào mà cặp đa nguyên song ca giống như anh em sinh đôi chưa? Hay là mới có chương trình mình đầu tiên thôi? First time. Xuất sắc. Nguyên đối nguyên. Nguyên đối nguyên.
nếu mà hát một mình á thì tiết mục nó không thú vị bằng là hai đan nguyên hát cùng một lượt để mình so sánh. Thì giống như Trấn Thành nói là có ưu khuyết điểm riêng. Về nội lực bên này thì Trọng Nghĩa cái nội lực giống đan nguyên hơn. Văn Chiêu thì có cái chất giống, sinh ra nó có những cái gọi là đồng chất á, và đồng chất tức là nó đồng giống, màu dòng đồng, đồng cách thức, tất cả gọi là phương thức. Trấn Thành đó là phương thức, là Văn Chiêu nắm được phương thức của đan nguyên. Và chính vì cái phương thức em nắm vững cho nên khi em hát á, em nghĩ rằng là nó giống rồi, cho nên lại không gò cái lực. Cho nên về cái lực vang ra thì em hơi bị thiếu. Trọng Nghĩa thì cái lực đúng hơn, cái lực đúng nhưng mà, hơn. Nhưng mà Nghĩa khổ thế này nè, Nghĩa lại không có cái voice giống bằng bạn này. Cái chất không giống lắm. Bạn này cái voice và cách gần giọng, cái nguyên tắc nguyên bạn nắm hết. Bạn này là hầu như là y chang, là nghe thì mình sẽ nghe bạn này giống hơn. Thì bạn phải học được cái nguyên tắc của bạn này. Nhưng mà bạn này lại phải học cái nội lực á, em hiểu không? Khi hát á mà muốn cái âm vực nó rộng á, với lại cái âm lượng nó khuếch đại á, thì em phải hát bằng cái bụng. Mỗi lần em hát em hít hơi sâu vô để cái cột hơi nó chắc lại, hát cho nó rộng ra thì em sẽ giống hơn nhiều. Rồi thêm cái điểm nữa là vào đầu bài hát á, cả hai người đều bị chinh. Dạ. Yeah. Bị chinh và hơi phô một chút xíu, cho nên là cái khúc đầu vào á nó không có được tốt lắm. Nhưng mà khoảng 3 câu sau thì bắt đầu ăn sam với cái bài hát, cho nên là phải chỉnh ngay từ đầu để cho tiết mục hay hơn. Là cái tâm lý ngay khúc đầu nó chưa được ổn lắm. Mà Bolero á, tụi em để ý đi, ăn điểm câu đầu câu cuối. Câu đầu quất vô một cái là phải vỗ tay liền. Đúng rồi, câu đầu lần xuống xề. Yeah. Cái đó quan trọng lắm Bolero, mấy cái câu mà xuống xề như vậy nè, rất dễ được vỗ tay, cho nên câu đầu tiên là phải hớp hồn ngay tại chỗ. Dạ. Yeah. Cảm ơn. Xin mời nhận xét của anh Nam ạ. Đúng là như từ đầu anh nói, đó là cái phần song ca này hai em sẽ gặp áp lực, đúng không? Và cái áp lực đó nó cũng đã thể hiện rõ từ lúc đi ra, là hai anh chàng đi ra phía bên trên kia. Mình cứ đi và mình đi xuống, anh không hiểu tại sao hai anh em đi rồi đụng vai nhau rồi xong nó mới đi ra. Nhiều khi hiểu nhầm là vòng hòa thanh mà là phòng đối kháng. Rồi và cô Chanh lúc nãy cô nói là gọi là đầu, phần đầu mở màn nó phải tốt và phần cuối nữa. Thì riêng cái phần cái câu cuối á, là cái câu kéo dài mình cũng phải thống nhất với nhau, vì mình hát song ca mà. Và đặc biệt là anh dặn cả hai em cũng như với tất cả các thí sinh, bởi vì những vòng vào sâu á, mình sẽ kết hợp với những ca sĩ thần tượng khác, những bạn thí sinh khác nữa, cho nên là cái sự mà mình có tương tác, cái sự tương tác với nhau, nương nhau để cùng khoe cái giọng của mình nhưng mà cũng khoe giọng của bạn, đó mới là một cái phần trình diễn thành công đó. Thì đây là anh nghĩ rằng là cái phòng đầu tiên cho nên có thể châm trước được. Nhưng mà những cái kinh nghiệm này thì cần phải chia sẻ để các em cũng như các bạn khác có thể là tốt hơn trong những vòng sau. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn ban giám khảo. Nói thật ra cũng khó thưa quý vị, tại vì cái trường hợp mà hai thí sinh giả cùng một ca sĩ như vậy á là không có quá nhiều trong chương trình của chúng ta, cho nên đây là một trường hợp đặc biệt, nhưng cũng sẽ là thử thách cho các bạn. Chỉ hy vọng nếu mà cả hai may mắn mà bước vào vòng trong á thì sẽ được kết đôi với những cái giọng hát khác để chúng ta có thể hòa quyện. Ví dụ như là dạo gần đây thì Đan Nguyên đã hát chung với Minh Tuyết rồi và cũng có một ca khúc hit, thì biết đâu một trong hai bạn sẽ có một cô ca sĩ nào đó giống Minh Tuyết hát chung để tạo ra một cái hit ha. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Anh đã gọi em lời buồn chẳng may, anh đã chờ em đến khi lá bay, anh đã nhiều lần bắt gặp mình trong gương. Chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao. Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm. Em đến rồi đi, như cơn sóng ngầm. Anh đã một lần được biết yêu em. Để bây giờ, chỉ biết yêu em một mình.
anh từ hồi đến bao giờ anh mới quen được em. Anh đã tìm em từ muôn kiếp chưa, anh đã gặp em để cho xót thương. Nhưng dẫu ngàn lần trăm ngàn lần phải khổ đau, anh xin bằng lòng cho anh được biết yêu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu. Chúc mừng Văn Chiêu. Cảm ơn các cô vũ công xinh đẹp của Vũ Đoàn U. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho Đan Nguyên vừa mới bị quấn chỉ. Anh Nam, anh có vẻ vui nha. Anh thấy là cái tiết mục vừa rồi á, nó có nhiều cái thú vị. Vì thể hiện cái trái tim ngục tù cho nên là có những cô gái cứ vây quanh. Nhưng mà anh chỉ tưởng tượng mà anh bị nhốt vô cùng với bốn cô như vậy thì ổn không anh? Nhốt anh luôn đi, nhốt anh luôn đi. Nhốt anh luôn hả? Nhốt nó không có được. Anh chỉ giỡn thôi. Anh không muốn nhốt vào trong đó chút nào hết. Vì anh là người có gia đình rồi. Trời ơi. Ôi ôi, ôi. Thì là gương mẫu. Vậy là cũng hơi được, hay thiệt. Đan Nguyên hát thì cũng chỉ hát những cái bài trữ tình rất là buồn và bi sầu. Và chỉ đứng hát thôi. Và có một số cái động tác, cử chỉ hay là những cái diễn xuất về gương mặt rất là ít. Và trong cái bài này thì chúng ta thấy một cái Đan Nguyên khác qua cái sự hóa thân của Văn Chiêu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu. Anh yêu em đến ngàn thu. Bây giờ nếu như mà là anh thì anh diễn cái khúc đó như thế nào? Bốn em đâu? Mời anh Nam nội tâm. Trời ơi. Thưa quý vị, đây phiên bản của trái tim nội tâm mà bị nhốt vào ngục nó sẽ khác rồi. Để coi. Xin mời anh. Xin mời anh Nam lên. Thưa quý vị, bây giờ đây chúng tôi mời quý vị sẽ bước vào phiên bản MV Trái Tim Ngục Tù, cảnh quay một lần một bắt đầu. Anh ơi,
tôi đã đảo đạo diễn Hoàng Việt Nam lợi dụng thị phạm để ẩm cô Vũ Công. Anh có sợ là ví dụ bà xã ở nhà coi rồi thấy anh bồng bế cô này quay vòng vòng mấy chục vòng như vậy rồi không, chị sẽ cảm thấy là cô chị sẽ nhốt anh vô ngục tù thật sự không? Không, cái này chỉ là diễn thôi, và anh đã xa chân vào cái tình huống này là cái lời đề nghị của Trấn Thành, của cô Phương Thanh, rồi của Nguyên Khang đã bắt anh làm cái này chứ anh không hề muốn chút nào. Thưa quý vị, đây là phiên bản cảnh một lần một với nam diễn viên chính của chúng tôi. Bây giờ cảnh một lần hai, xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Cho vừa, cho vừa. Chúc mừng Trấn Thành. Chuẩn bị là trói ra đi. Trói ra đi. Thưa quý vị, chúng tôi đang chuẩn bị cho cái MV sắp ra lò mới đây nên đã casting hai nam diễn viên chính. Và nam diễn viên chính đầu tiên đã thể hiện một cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Anh đã phá vỡ mọi giới hạn của một cái ngục tù để bế cô Vũ Công của chúng tôi lên với một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nam diễn viên chính thứ hai của MV này. Cảnh một lần hai bắt đầu. Quang, giải cứu rồi. Đây là một quả cảnh chứ không phải là một cuộc đánh ghen mà sao? Tôi có để ý, mấy cái đứa này nó cố tình nó xé cổ tôi vậy. Tại sao vậy, tụi em hờn giận gì anh? Có nó, giải cứu. Nó đánh ghen chanh ơi. Có giải cứu đang qua. Cảm ơn chanh. Cảm ơn quá. Trời ơi trời, tôi chưa kịp diễn nó xiết cổ đâu. Anh cũng có phần lên để anh rút bớt mấy cái này ra. Anh rút ra. À không không, lộn, nhầm nè. Đây rồi. Tôi chưa thấy một cái chương trình nào như vậy. Cái này là không biết có ai dàn dựng gài bốn đứa này. Nhưng mà dù gì Thành cũng đã được chị Thanh như là Superwoman để lên giải luôn cứu giải thành cứu, công. Luôn giải cứu thành công. Hên là có chị 14 đây. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay cho hai nam diễn viên chính của chúng ta cùng với lại siêu nữ anh hùng. Dạ, cảm ơn các bạn dễ thương. Trời ơi, vũ đoàn gì đâu mà đẹp quá. Cảm ơn Phương Thanh đã giải cứu tâm hồn. Nói chung là đàn ông nào mà dính vô mấy ưu nhện nhện là có Phương Thanh lên giải cứu liền. Bây giờ đi thì nhân tiện là thôi để cho Thành thở cái tí xíu thì em hỏi chị Phương Thanh, chị thấy Đan Nguyên Văn Chiêu như thế nào? Đan Nguyên có hai chữ, một chữ Đan và một chữ Nguyên, thì hôm nay Văn Chiêu chỉ đạt được chữ Đan thôi. Bởi vì là mọi lần em hát chị thấy có Đan Nguyên trong đó, nhưng khi hôm nay em đổi bài hát này hoàn toàn chị không thấy. Lạnh không em, lẻ loi bàn tay giã rời. Lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay. Mùa đông ơi, ngoài kia người tôi yêu lẻ loi, xin hãy gom mây đừng để mưa mãi rơi lối ấy. Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy, nhưng người vẫn đi mưa mãi rơi đầy. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa. Vì những ân tình người mang theo thành băng giá. Người yêu ơi, đừng đi, xin em hãy
một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay. Này mùa đông ơi, ngoài kia người tôi yêu lẻ loi, xin hãy gom mây đừng để mưa mãi rơi lối. Đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy, nhưng người vẫn đi mưa mãi rơi đầy. Lạc mất lối làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa, vì những ân tình người mang theo thành băng giá. Dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Lạc mất lời, làm sao tìm nhau giữa mặt trời trắng xóa, vì những ân tình người mang theo thành băng giá. Chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Với cái chất giọng này á, thì ngoài cái khả năng là gọi là mô phỏng cái giọng của Bùi Anh Tuấn á, thì có bao giờ bạn thử mô phỏng của một giọng ca sĩ nào khác mà cái tông giọng nó cao hay không? Cũng hay hát nhiều những ca khúc của Bằng Kiều, nhưng mà người ta cũng cứ bảo là thấy giống Bùi Anh Tuấn. Hát bài của Bằng Kiều mà vẫn là giọng của Bùi Anh Tuấn à? Dạ vâng. Vẫn giống Bùi. Em thử một câu em của Bằng Kiều đi. Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu biết nói chi đây. Vẫn là Bùi Anh Tuấn. Mà cái này nó giống Bùi Anh Tuấn hơn cái bài vừa rồi em hát. Em để ý là em mà bị tập trung nhiều là em là em. Em tập trung ở một mức độ cao độ nhưng vừa phải, thì mình mới có đủ cái độ tỉnh táo để mình truyền cái năng lượng hết cả khán phòng. Còn em mà tập trung mà 100% vô trong đầu em á, thì cái năng lượng nó nằm đúng một cái cục sáng nghe em, và nằm y chỗ đó, nó giữ yên chỗ đó, nó uổng lắm đó. À, cái bài vừa rồi em hát thật sự nhá, rất nhiều chỗ giống Tuấn, em đỡ hơn hai bài đầu rất là nhiều. Anh nói em góp ý em có tiếp thu nhanh. Tuy nhiên một trong những cái điểm mà hiện nay giờ anh lại phát hiện ra cái mới của em là em kiểm soát nhịp không ổn lắm. Tại sao Tuấn hát nó có cái độ co giãn là vì Tuấn biết đường đi của nhịp, nên muốn bỏ nhỏ, ngắn, lời, dài, rút, lời. Lời là được hết. Còn em đang dò đường, em hiểu anh không? Em thử hát cho anh hai câu đầu đi, anh giả bộ thi phạm cho em biết cái cảm giác đó liền. Người yêu ơi, ngoài kia mùa đông đã rơi, lạnh không em,
lẻ loi bàn tay giã rời. Em là tách nhịp freezing, khi tách là em dừng hẳn luôn. Tuấn tách ra nhưng vẫn trầm trong hơi, một hơi. Người yêu ơi, ngoài kia mùa đông giá rời. Về đi em, lẻ loi bàn tay giá rời. Có nghĩa là khi tách là ngưng lại thôi, chứ không phải là lấy hơi. Nó nằm trong một hơi, em hiểu anh nói không? Nên người ta hiểu cái đường đi nó như thế nào để người ta lấy cái cột hơi nó đủ chắc để ta giữ lại. Còn em là em dừng là em dừng luôn, nên nó không có cái sự liền mạch những khi hát chậm. Điệp khúc thử lại, điệp khúc nè. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời. Đó, 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 giữa em vẫn là giữa thẳng. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời. Giữa dòng xuống liền là nó là hình mà nó miết lên. Tuấn nó hát như người ta đang làm mì kéo sợi Trung Hoa đó, em hiểu không? Anh nói thiệt mà, em tưởng tượng cái hình ảnh nó ra. Em muốn vũ mạnh thì nó giãn ra, em muốn em bóp thì nó co lại, thì Tuấn nó hát như vậy. Còn em hát em tách ra từng khúc, ngắt cái miếng bột đứt ra trơn. Về nghe kỹ là giùm anh. Dạ vâng. Chị phát hiện thêm điểm này cho em nè. Khi Tuấn hát á, nó thể hiện cái tình yêu của Tuấn. Từng câu hát trong đó Tuấn sẽ dùng cái từ nào để nhấn cái nội dung, cái điều muốn nói với người mình yêu. Cho nên cái sự tha thiết và yêu quý phụ nữ trong từng cái động tác của Tuấn liên kết với cái lời bài hát. Nó giống như là yêu một người, người ta và cho đi tất cả một sự tha thiết. Còn nhưng mà trong em thì mới có là yêu, nhưng mà yêu bản thân em đang yêu thôi, chứ còn em chưa quan tâm tới cái đối tượng kia phải níu kéo bằng mọi cách như thế nào. Thì Tuấn lại có cái điều đó, cho nên bây giờ em phải có cái sự kết nối. Đầu tiên là hát cho ai, cho người phụ nữ mình yêu, thì cái từng cái lời nói nó phải đi theo cái động tác. Còn bây giờ mới là chỉ là tâm sự, tâm sự của em dựa trên cái bài hát đó và một chút xíu hao hao của Bùi Anh Tuấn. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Nếu như không phải ca sĩ thần tượng thì cái màn trình diễn vừa rồi anh rất là thích. Thích vì một cái bài hát của nhạc sĩ Tiến Minh quá sức là hay. Lúc mà cái bài này vang lên thì có quay sang để nói với cô Chanh đó là không biết bài này mà thể hiện với cái chất của cô Phương Thanh thì nó sẽ dằn xé, nó sẽ lạnh lẽo và mạnh mẽ, cô thê đơn thiết, cô đơn đến thì nào. Cái bài này hợp Chanh nha. Hay là đợt okay. nào Chanh thử cái bài này okay. là hợp Chanh nha. Thế mà Chanh mà hát thì nó sẽ ra rock chút xíu, ballad rock mà đó. Nó hơi đúng là kiểu đau khổ, chia tay nhưng mà dứt khoát. Thế chị sẽ thử bài này. Cảm ơn em đây cho chị cái cảm xúc để chị thử bài này. Bài này rất hợp Chanh. Quay lại là anh, cái phần trình diễn của Tuấn Phương vừa rồi là anh rất là enjoy, rất là tận hưởng. Anh rất thích và trong đầu anh cứ suy nghĩ là ô, cái phong cách của em trình diễn lịch lãm và rất là ra dáng quý ông. Tuy nhiên là chính điều đó nó lại là em á. Anh đang xem là Tuấn Phương thôi chứ không phải là của Bùi Anh Tuấn nhiều. Bùi Anh Tuấn thì ra sân khấu mọi người sẽ thấy là giống như một cái kiểu lù khù á. Lù khù và hơi bối rối. Nhưng mà nhạc vừa lên và cái câu hát bắt đầu vào. Và đặc biệt là những cái câu mà cao vút lên. Càng cao càng treo và càng cao trào hơn nữa thì cái nội lực và bao nhiêu cái tình yêu, bao nhiêu cái sự lãng mạn, lãng tử trong cái chất của một cái chàng hoàng tử nhạc pop á, nó thể hiện ở Bùi Anh Tuấn rất rất là rõ. Đó thì hôm nay em thể hiện cái chất lịch lãm như một quý ông á, nó pha pha Bùi Anh Tuấn, pha pha Hà Anh Tuấn về cái ngôn ngữ cơ thể và cái ngôn ngữ về trình diễn á, thì em sẽ học thêm nếu như mình có cơ hội tiến sâu vào hơn để mình thực sự mình hóa thân. Cảm ơn anh. Hy vọng là em sẽ may mắn nhận được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo để có thể có thời gian theo dõi những gì mà Tuấn thể hiện và mình hoàn. Tuấn Phương với ca khúc Mơ Hồ hóa thân thành Bùi Anh Tuấn. Và xin mời ba vị giám khảo sẽ nhận xét cho tiết mục này. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Hôm nay hát lợi hại lắm đấy. Giờ khoan nói tới Bùi Anh Tuấn nha. Riêng bạn, nếu như bạn đi hát với cái giọng hát như thế này thì thật sự là quá tuyệt vời. Cảm ơn anh ạ. Cái bài mà nốt cao nó treo liên tục mà hát nhịp nhàng, mọi thứ ngon lành. Thì nói với Bùi Anh Tuấn, lần này trong giọng bạn có Bùi Anh Tuấn nhiều hơn lần trước rất là nhiều. Rõ ràng là về bạn có nghiên cứu, rõ ràng một sự tiến bộ vượt bậc. Cái gì cũng vậy thôi, khi mình nỗ lực thì mình phải có những cái phần thưởng riêng của mình thôi. Và rõ ràng là phần thưởng của bạn là ngày hôm nay, những tràng pháo tay
cho mỗi một lần lên tông, cho mỗi một lần lên nấc cao của bạn, nó đã cho bạn thấy được cái sự phấn đấu của mình là hoàn toàn xứng đáng. Anh cười nói lắm. Anh hy vọng là sao em có những cái thái độ của Bình Tuấn hơn là cái chỗ này nè. Thì khi mà giọng hát mình có rồi, mình phải bắt đầu để ý cái phần trình diễn. Tuấn hay gì nè, nó làm gì nữa cô? Nó cứ làm gì nữa kiểu sợ cả thế giới vậy đó, kiểu. Em hiểu không, hiểu không? Tuấn hay vậy? Nó có cái gì nè. Nó sẽ đẩy mắt kiến không rớt, nó cũng đẩy nữa. Cái gì nó cũng đẩy, nhớ không? Phải để ý những cái tiểu tiết đó của người ta để mình diễn. Tại vì khi mình hát nó hay, bài đang tình cảm, mình diễn cái người ta cười, thì hai cái cảm xúc nó sẽ bổ trợ nhau rất là nhiều. Trong cái cuộc thi này tôi đã nói rồi, một là phải hát giống tuyệt đối tuyệt vời, hai phải làm cho khán giả cười bởi những cái động tác của các ca sĩ. Đó là hai cái chìa khóa giúp tụi em thành công. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Trấn Thành khen em hết rồi nên chị sẽ không khen nữa. Bài hát này khó thật, và em hát chị cũng nín thở theo em. Quá là căng, chính vì căng quá cho nên em mới thể hiện được chính em ở cái phần là hình thức của em thôi. Còn bài hát là của Bùi Anh Tuấn. Em sẽ phải tìm một bài hát không phải là bài khó nhất của người ta, mà bài hát nào mình dễ hóa thân nhất. Một cái lời khuyên rất là hay đấy, thật sự. Bây giờ em bị tập trung về tâm lý, về bài hát nhiều quá thì cái phong thái bên ngoài em sẽ bị bỏ quên. Mà phong thái đó chị nghĩ là em có thể làm được, không khó. Bởi vì em có những điểm cực kỳ tương đồng và đã là thuận lợi cho em rất là nhiều. Chúc em thành công. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ. Xin mời đại diện Hoàng Nhật Nam. Anh không đánh giá cao Tuấn Phương trong những vòng thi trước. Thật sự là vậy. Nhưng mà hôm nay là qua cái tiết mục này thì em đã làm anh thay đổi suy nghĩ. Wow. Bởi vì anh thấy cái nội lực trong em nhiều hơn. Bình thường thì em đã có một cái chất nào đó cũng một chút rất là lãng tử. Nó cũng là một cái mà thuận lợi khi em hóa thân thành Bùi Anh Tuấn. Nhưng mà cũng có một cái là cũng hơi là khó đó, để mà em hóa thân hoàn toàn. Chính xác. Bởi em đang bị giống như có một cái sự căng cứng á, em chưa thoát khỏi cái tôi của chính mình. Chính xác. Và điều này anh có thể thấy được. Và anh thấy được nữa là cái sự cố gắng của em rất rất là nhiều trong cái ngày hôm nay. Và anh có cảm giác hôm nay là cái hôm mà cuối cùng em sẽ hát. Lúc đầu em cũng nghĩ là em sẽ hát, nếu như là không được thì thôi ạ. Nhưng mà nó thiếu một cái độ bay bổng. Hôm nay em bị căng thẳng cho nên là nó vẫn còn thiếu đâu đó cái điều đó. Nhưng mà cái điều này thì anh nghĩ rằng là vẫn có thể châm trước được, bởi vì chất giọng của em thì quá đẹp. Quá tuyệt vời. Đó. Vâng. Như vậy là hôm nay thì ban giám khảo rất thích giọng hát và phần thể hiện của em. Chỉ hy vọng là em sẽ phải là một cách nhẹ nhàng hơn, giải phóng mình chính mình hơn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là ban giám khảo sẽ lựa chọn cho bạn như thế nào. Hồi nãy thì Nguyễn Khang đã hỏi nghệ sĩ Trấn Thành trước rồi, cho nên bây giờ sẽ hỏi chị Phương Thanh trước. Chọn hay chờ? Mời chị. Chọn. Một chọn. Cảm ơn chị ạ. Tiếp theo, xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Đáng lẽ là chọn, nhưng mà thật sự ra này không may cho bạn là bạn là một trong những người thi đầu, nên tôi muốn được xem nhiều hơn. Biết đâu có những bạn khác cũng sẽ có phấn đấu như bạn để tuần này hoàn toàn lột xác thì sao. Nên hy vọng bạn sẽ chờ. Chờ. Như vậy chúng ta có một chọn, một chờ. Và bây giờ nói về nội tâm thì không ai qua được anh cả. Mời anh. Anh cũng đánh giá cao em hôm nay với những cái sự thay đổi rất là nhiều. Tuy cũng còn nhiều những cái vấn đề như đã góp ý, nhưng mà trái tim nội tâm của anh thì mách bảo rằng phải chọn em. Vâng. Thường mấy người nội tâm hay gặp nhau ở cùng tần số lắm, mà họ sẽ có sự đồng cảm. Vâng. Thành ơi đừng giật mình nữa Thành, cái đó nó thành thương hiệu rồi. Tôi sợ nhất là cái vụ trái tim mách bảo rồi đó. Trái tim tôi nội dặn tâm lòng. Phải có nội tâm nữa. Ôi, tôi nổi da gà nè. Vâng thưa quý vị, như vậy là chàng trai của chúng ta có hai chọn một chờ. Cái gọi là một cái tiết mục rất là thành công đó, và anh mong chờ em ở chặng đường phía trước, ở bên ngoài cuộc thi nhiều hơn. Chúc mừng. Cảm ơn anh ạ. Em rất là mong được tất cả các anh chị bảo cho em nhiều hơn ạ. Xin mời chị Thanh nhận xét tiết mục này ạ. Anh Nam với anh Trấn Thành nói hay quá, nhiều vấn đề quá hay, cho nên chị lại phải tìm một cái khác. Còn cái gì để cho em nữa hay không? Bùi Anh Tuấn là một trong những giọng ca vừa có kỹ thuật và vừa có chất giọng thiên phú bẩm sinh trời sinh. Thì đó là một cái giọng ca mà tụi chị cũng phải là giật mình. Bởi vì trong cái nhân dáng cái con người đó, một cái vóc dáng đi rất lòm khòm, tưởng rằng không có nội lực, không năng lượng, nhưng mà cực kỳ năng lượng ngầm ở đâu không biết, rất là nhiều. Và điều đó em đang là gọi là đang đi theo, nhưng em còn thiếu. Để chị xem. Thiếu sự bùng nổ. Thiếu cái năng lượng của em chưa đủ mạnh để làm cho những cái nốt cuối cùng.
những cái độ cao cuối cùng làm cho người ta phải cảm giác là wow, em còn thiếu điều đó và em còn bỏ lửng một xíu, mặc dù chỉ là không phết mấy thôi. Thế là theo nhận định của chị, khi mà chị canh theo cái nốt của em lên á, thì em chỉ cần xuống nửa tông, nhưng mà em tống cái giọng ra cực mạnh cho chị, thì cái bài này sẽ hoàn hảo hơn rất là nhiều. Yeah. Cái đó là về kinh nghiệm, em đang thiếu kinh nghiệm. Em cảm ơn chị ạ. Đúng em không? Cảm ơn anh. Em thấy chị nói đúng không? Em sẽ về em thử xem sao. Và khi mà em không căng vì nốt thì cái tình cảm em nó mới đầy. Vâng, xin được cảm ơn ba nghệ sĩ rất nhiều. Và tôi tin là ra khỏi cuộc thi này thì với Tuấn Phương, bạn sẽ còn có nhiều cái cơ hội hơn để thành công, để làm nghề. Xin cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn anh chị. Wow, đây là một bài cực kỳ khó hát. Và thật sự là những nốt treo rất là cao. Bây giờ xin mời phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục ạ. Ai ép chọn cái bài gì mà khó dữ vậy cưng? À, em muốn rằng là thử thách mình. Trời đất ơi, thi không thử thách em ơi. Thi là mình thoải mái thì cái thoải mái của mình mới thử thách người ta. Bài này cao quá và nó khó hát lắm. Hồi nãy là em hát, mặc dù là các nốt em đều lên được, lâu lâu nó lên nhói nhẹ, nhưng nó làm cho người ta cảm giác là trời ơi, không biết có lên nổi hết hôn ta đó, hiểu không? Nó ngồi người ta sợ cái mà hiểu không? Coi mà né giùm em, sợ nó bể chứ. Kỹ thuật em tốt, giọng thoát này nọ mọi thứ đều có. Mỗi tuần hay hơn ta. Mỗi tuần đều hay hơn. Chỉ có cái là chọn bài để thi nó hơi có vấn đề. Cái sự dại dột của bạn chọn cái bài này là vì sao? Là bài này người ta nghe anh Bằng Kiều hát nhiều hơn Bùi Anh Tuấn. Nó quá quen thuộc cái cảm giác hát của anh Bằng Kiều trong cái lỗ tai của người ta. Hồi nãy bạn hát bằng cách xử lý của Bùi Anh Tuấn nha, nhưng dấu ấn của anh Bằng Kiều nó quá đậm. Thì bài này bài của ảnh, không dại dột gì mình lấy một cái bài hit của một người khác để đi thi. Tiếc là tiếc cái điều đó. Nhưng mà anh hỏi nè, ví dụ như trong cái list bài của những ca khúc Bùi Anh Tuấn mà bạn chưa thể hiện á, mà bạn thích á, còn ca khúc nào nữa không? Em vẫn còn hai bài nữa. Đó là bài Hoang Mang với cả bài Bí Mật Không Tên. Bí Mật Không Tên là một bài đỉnh cao của Bùi Anh Tuấn. Thử một đoạn nhẹ thử coi. Vì đâu giờ đây lòng này quá yếu mềm, và giờ khi chiếc mặt nạ anh hằng đeo phải buông dần, em sẽ thấy anh tội lắm, em sẽ thấy tất cả nỗi đau anh chịu cho em. Tại sao không thi bài này? Đó, bài nó còn khó nữa. Cái bài nó khó nhưng nó là Bùi Anh Tuấn, nghe cái nhận ra liền. Tức ơi là tức, hát vừa rồi quá hay, y chang Bùi Anh Tuấn. Vâng, xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xuyên suốt cái bài của em là anh cứ lãng vãng hình ảnh và cái voice của anh Bằng Kiều đâu đây. Nó lấn át quá nhiều đi. Cái bài vừa rồi thì nó có quá nhiều những cái nốt cao treo để mà em có thể phô diễn được cái quãng giọng của mình. Cái cảm nhận của khán giả nghe thì cảm thấy bị mệt á, giống như những cái đợt sóng á. Và không biết là em sẽ bị đứt hơi khi nào luôn. Cứ cảm thấy là lo. Tiết mục vừa rồi thực sự là nó không thực sự thành công cho lắm so với vòng thi trước. Tuy nhiên anh nghe cái bài vừa rồi thì anh thấy cái dấu ấn của Tuấn Phương á, nhiều. Rời khỏi cuộc thi á, em không cần phải bắt chước Bùi Anh Tuấn nữa, thì em vẫn là em á. Có nghĩa rằng là Bùi Anh Tuấn cũng không làm quá nhiều vào em. Đúng rồi. Cái điều đó cũng là cái điều để em có thể rẽ hướng cái con đường solo riêng, giống như Bùi Anh Tuấn đã từng như vậy. Bùi Anh Tuấn rất bị ảnh hưởng bởi anh Bằng Kiều, nhưng bạn đó hát vẫn khác. Đó thì anh nghĩ em cũng sẽ là một trường hợp như vậy. Vâng, cảm ơn anh Nam. Bây giờ xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh và chị. Đối với chị á, em là một người có thực lực, được học trường lớp rất bài bản và
khi em hát cái bài hôm nay chị thấy ok, chỉ có điều là cái bài này không phải bài của Bùi Anh Tuấn cho nên nó khó cho em. Cái cuộc chơi này hơi áp đặt em, mặc dù là em theo là em tự áp đặt em theo rồi đó. Mình có thực lực bắt chước khó lắm, giống như chị giờ kêu giống người này kia không làm được, bởi vì là mình có một cái riêng của mình. Khó lắm, chị không biết hát bằng cách nào luôn, tại vì cái tính cách nó quá rõ. Sự cố thủ trong chị cũng có và cái sự dễ dãi khó tính trong chị đều có, bởi vì nếu mà khó có nghĩa là tôi không nhái được ai hết. Cái dễ chỗ là tôi chỉ hát được đúng bản thân tôi thôi. Chị không còn ý kiến gì về cái giọng hát của em nữa, nó chỉ còn là kinh nghiệm. Dạ, trao dồi thêm kinh nghiệm ngoài đời, tìm xem khán giả cần gì nơi một người ca sĩ. Lúc đó em lấy cái hồn của em ra em hát thì khán giả họ sẽ thích điều đó nữa. Coi như em có cả hai cái. Bạn đã đầy đủ kỹ năng, học thuật và gương mặt, mọi thứ bạn có hết. Cái bạn thiếu đúng duy nhất là một cá tính khác biệt và đủ nổi trội. That's it. Hãy tìm nó. Cảm ơn anh chị ạ. Thưa quý vị, Bùi Anh Tuấn và tiếng hát của Noo Phước Thịnh trong ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Anh thì anh mong chờ cái tiết mục này nhiều hơn như vậy. Nhưng mà cái sự thể hiện, cái cảm xúc mà mang lại của, cho riêng anh đó thì anh thấy nó không có được đông đầy. Từ những cái thủ thỉ, tâm tình, những cái rất là nhỏ nhẹ như trong từng cái hơi thở thì anh thấy Quân Sự thể hiện được cái điều đó. Nhưng mà sau đó thì Quân Sự vào những cái phần mà bắt đầu bay và cao và treo thì sau đó là em hoàn toàn là em bị rớt luôn. Cái này là vấn đề do quãng giọng à? Đúng rồi, đó. Không hát tới được. Cái này nó ngoài đó. Cái quãng giọng của bạn ấy không kiểm soát được. Thì sang phần nam cao của Tuấn Phương đi thì em sẽ lấn át bạn Quân Sự luôn chứ. Nhưng mà anh thấy em, cả hai em đều thực sự là rời rạc luôn và không có bạn nào tỏa sáng trong phần này luôn. Cả hai đều có những cái chất giọng rất là tốt ở những cái vòng trước, nhưng mà thực sự trong cái sự hòa giọng lần này có rất nhiều những cái cao trào lên để càng khoe, nhưng càng khoe thì lại càng phô ra rất là nhiều những cái nhược điểm. Đây, vấn đề nó chỉ nằm ở chỗ là bài hát nó quá khó. Nó là một bài hát những nốt thiệt thấp lên những nốt thiệt cao và nó đi liên tục, nó không cho mình thở. Thành thử ra là để hát được những bài này bắt buộc một là giọng thiên phú phải thiệt là hay. Hai, học thiệt giỏi, hát phải thiệt kỹ thuật thiệt nhiều mới hát nổi. Rất đồng cảm với anh Nam. Với những bài nó hay như vậy mình chờ đợi nó dễ sợ lắm. Mà không được như mong đợi người ta tiếc với mình. Nu là nằm ngoài quãng giọng luôn, thấy rõ ràng. Em hát bị với. Mà anh không hề trách em một tí nào. Tại vì anh biết nó không phải là quãng giọng của em. Em phải chịu thiệt thòi để lên cái tông này. Nhưng em làm được cái đoạn đầu rất là giống Noo Phước Thịnh, những cái đoạn thả hơi rung, có rung những cái nhẹ chữ, nữa. Dạ, có những cái rung nhẹ cuối là làm ra hết. Chỉ có là lên cao thì em hơi mệt mỏi thật sự. Còn nói lại về cái bạn Tuấn Phương, quãng giọng em chắc chắn sẽ không cao bằng Tuấn. Lần sau nếu bài nào mà ngoài cao, ngoài kiểm soát thì mình phải xuống tông hoặc là mình tính cách khác. Hạ nửa tông, hạ được nửa không? Tông thôi là đủ rồi. Thì mình kiểm soát tốt thì mình hát nó lại còn tốt hơn, chứ không nhất thiết cứ phải để tông original. Cái thứ hai, phải sửa ngay cái cách này. Âm thanh Tuấn phát ra là loại âm thanh co giãn, tự đàn hồi nó tốt. Có đàn hồi. Âm thanh của em phát ra là âm thanh mọc thẳng một đường đi. Tuấn sẽ là cánh hoa xưa phai tàn, thật nhanh em có đi xa, em có đâu gọi là. Còn em á là nha, em có đi xa, em có là em thẳng băng ra. Em muốn bắt chước Tuấn, em phải làm cái điều đó. Cảm ơn anh ạ. Với Noo Phước Thịnh em phải cần giữ trụ lại cái động của em á, bớt lại xíu. Em cứ đung đưa nhiều quá đó, cái giọng nó sẽ mất, bị mất cột hơi và em lên nốt cao cực khó. Đó là cái điều mà em phải rút kinh nghiệm. Dạ, vâng ạ. Đúng không? Chị nói đúng không? Vâng đúng ạ. Tại khi mà em không đứng im được thì kiểu thôi em hay bị lỏng, mất hơi. Còn Tuấn Phương thì đúng là cái phương án này làm cho hai bạn đều bị
lòi ra nhược điểm. Cho anh để ý đi, cái bạn Tuấn Phương này ở ngoài đời chắc là người sống rất nội tâm. Em hát em đứng yên một chỗ mà em hát rất là, mà em không nhúc nhích luôn. Trong khi thật ra Tuấn ở ngoài nha, Tuấn có nghĩa là Tuấn sẽ anh có rồi, Tuấn nghe nè, giật nó, ít nhất là Tuấn nó sẽ có những bước chân nhỏ trong một cái phạm vi này, em để ý đúng không? Ca cái kiểu gì đó em vậy đó. Còn em là em đứng yên có một chỗ à, em là người sống cực kỳ nội tâm, em hướng nội lắm, giống anh Nam á, giống anh Nam á. Trở lại với em đi. Thì anh nghĩ là em phải giải phóng cơ thể em ra. Tại vì tại sao Tuấn nó hát mềm mại được? Tuấn hát bay. Nó bay. Tại bay. Vì nó đi, cái bước chân di chuyển nó cũng làm là nốt cho nhạc. Cái cảm giác của cái bài hát nó cũng bồng bềnh. Còn em bây giờ em đứng thẳng nên cái cột hơi em nó thẳng băng. Em phải cảm nhận hai cái đó nó khác nhau thì mới được. Mình phải nhúc nhích. Trước các cái phần mà thị phạm của anh Trấn Thành á, là khổ tâm chương trình sàn sân khấu biết bao nhiêu mùa vừa qua, là mỗi lần thị phạm sập là dậm chân dậm cẳng rồi làm rầm là bên phần bên đó là cứ hư suốt thôi. Em phải thay đồ dài của em nè vì chương trình của anh. Trấn Thành cũng siêu á, thị phạm biết bao nhiêu ca sĩ khủng khiếp thiệt.